sẽ qua đi khác. Xin chào các bạn. Tháng 6 này, những con sao lớn như Bi Nam Thiếp, Madhavika, Quýt Hồ Quan sẽ trở lại mạng ảnh Thái. Vậy, những đầu tháng 6 này, những bộ phim mới nào sẽ lên sóng? Cùng mình tìm hiểu nhé! Một, Nợ Duyên. Phim với sự tham gia của diễn viên Paul Nawab, Patricia Wood, Mo Montanoff, God Adibab. Phim vừa tâm lý, tình cảm. Câu chuyện bắt đầu từ việc Biam và Wan là bạn rất thân thiết. Nhưng mối quan hệ đó thay đổi khi họ trở thành đối thủ, cùng làm việc tại một công ty du lịch. Cũng vì vậy mà đến lúc tìm thấy tình yêu, thì bỗng chốc cả hai cô nàng bắt đầu để giành được người mình yêu khi đứng giữa Tom và Nick. Ai là người yêu của ai? Ai mới là định mệnh của nhau? Đón xem Nợ Duyên lúc 20h20 thứ 6 chủ nhật hàng tuần, vào ngày 5 tháng 6 trên đài CH3. Hoàng Lập, đi cơ hả? เพื่อนเลวแทงข้างหลังhai ngày kỷ niệm tan vỡ. Phim với sự tham gia các diễn viên Ariya, Nanitidon, Smart Kishara. Phim vừa tâm lý tình cảm. Kỷ niệm là ngày mà chúng ta biết quá khứ là vô nghĩa. Chuẩn bị hãy đã đang hạnh phúc cho ngày tưởng nhớ. Tôi sẽ đau và nhớ cho đến chết. Đón xem ngày kỷ niệm tan vỡ lúc 20h15 thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 3 tháng 6 trên đài One Day Mode. Pa กับแม่พ่อไปไหนมาฉันเป็นเมียน้อยพ่อแกแกคิดว่าแม่แกเขาไม่รู้เหรอว่าผัวเขาแอบไปเอากับคนอื่นอ่ะคุณไม่ต้องรีบกลับไปหาภรรยา3 Tình cuối nhà phù thủy. Phim với sự tham gia các diễn viên Bi Nam Thiếp, Nguyên Sa Rinh. Phim vừa tâm lý tình cảm. Nội dung phim kể về cô gái lúc 26 tuổi chuẩn bị kết hôn, thì ngay ngày cưới, chồng cô đột nhiên biến mất. Vì đau khổ nên cô đã đau đầu vào công việc để quên đi ngày tháng. Đến khi thành công thì cô đã 33 tuổi, giờ đây cô phải khẩn cấp tìm cho mình một người chồng. Định mệnh khiến cô gặp một chàng trai 25 tuổi. Anh đã giúp cô có cuộc sống thật hạnh phúc mà trước giờ cô không biết. Thế nhưng sóng gió kéo đến khi họ yêu nhau, vì khoảng cách tuổi tác đã ngăn cản cả hai. Đón xem Tình cuối nàng phù thủy lúc 20h20 thứ 2 thứ 3 hàng tuần, bắt đầu ngày 14 tháng 6 trên đài One 31. ผมจะเป็นคนดูแลคุณเองผมกลับละเดี๋ยวบุ๋มเดิมเดิมเช้าphim với sự tham gia các diễn viên Madhavika, Ryan Wachowicz, Herb Zumbon. Phim hồi tâm lý tình cảm. Nội dung phim kể về Baby Pan phát hiện ra mối tình đầu của mình là Núp Đao, là một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, giữa người bạn thân mà cô tin tưởng và Baby Pan khiến trái tim cô rung động. Núp Đao sẽ chọn ai? Đón xem Đêm đếm sao lúc 20h30 thứ tư thứ năm hàng tuần, bắt đầu ngày 1 tháng 6 trên đài GMM25. ถ้าผมเป็นคนอื่นให้เธอสบายใจได้ผมก็ยินดี5. Đến đây các quý cô. Phim với sự tham gia các diễn viên Quýt Hồ Quan, Ti Thanat, Jock Quay A, Earth Pirabat. Phim về tâm lý tình cảm. Thừa kế từ người chú của mình một quán bar lâu đời có tên là Baba Go Go. Cựu ca sĩ thập niên 90 là Annie quyết cai tạo quán bar và bắt đầu săn lùng các chàng trai của mình. Khi quán bar đang trên đường nổi tiếng với cái tên là Mama Go Go, trùm mafia địa phương là Jen và Tina, đối thủ không ở trời chung của cô ý mở quán bar để cạnh tranh với cô ấy.
Đón xem, đến đây các quý cô, lúc 20:30, chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 12 tháng 6, trên đài GMM25. Hùng rau rau, khi prom sẽ sớm hòa bình thường và khoam sầm bài dài hãy gặp sầu sảo thủ quân. Khoa sẽ prom bật rau, phai khuyết, và sẽ thăm hãy bố khâu nên rút sức sảo khuyên đi khá. Vui miệng nghiệp chướng. Phim có sự tham gia các diễn viên Ahn Sui-ri-yam, Oh-tana, Amarin, Yit-ti-bon. Phim hồi tâm lý tình cảm. Nội dung phim kể về Chan buộc phải kết hôn với Ti, người sở hữu một doanh nghiệp xe buýt nhỏ, để trả món nợ cờ bạc của cha cô. Mặc dù cô đang yêu riêng một công nhân của nhà máy, họ có 5 người con. Sau đó Chan phải trải qua những biến cố lớn mà cô phải vượt qua. Đón xem Phương Miệng Nghiệp Chướng lúc 19 giờ thứ 2 thứ 5 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 8 tháng 6 trên đài CF8. Chúng ta là cần mấy trời của mẹ bên miền phía đối. Họ đã nhìn xem rồi. Mẹ cho mấy thằng mẹ thịt hoàng này nè sao? Có phố mình thầm tôi em thắng mạnh. Kẻ mình là anh đúng chạy. Bảy, Thiên Cực Của Tôi. Phim với sự tham gia của diễn viên Matt Sirakis, Matt Sirontanin. Phim hoạt Nam Mỹ tình cảm. Nội dung phim kể về Kufa cùng nhóm bạn của mình đang đi đến một ngôi làng ở vùng núi xa xôi để làm bác sĩ tình nguyện. Tại đây, Kufa gặp được Dream, giáo viên tình nguyện duy nhất của ngôi làng. Từ đó, giữa họ luôn xảy ra mâu thuẫn từ nhỏ nhặt đến phức tạp. Tuy nhiên, dần dần họ lại sinh tình cảm với nhau. Đón xem Thiên Cực Của Tôi lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 3 tháng 6 trên đài GMM25. Điều khôn, cho tham ở đây ạ. Tham à, khờn hả? Rương văn còn nè, không cho mấy bỏ phụ giải bàn. Tại sao khôn tham rương nhẹ nhẹ ịch mà lại nè, không cho mấy bỏi khôn quái nè. Tám, đêm đó cùng cậu sao bắt đầu. Phim với sự tham gia các diễn viên Chan-wook Ma-rut, Beth Pitawin. Phim hồi Nam Mỹ tình cảm. Nội dung phim kể về Nai và Đao Nương đang đi du lịch một mình. Một người sau khi chia tay bạn gái, người kia sau khi thất vọng trong tình yêu. Họ gần ở hai phòng liền kề rồi quen nhau. Đón xem đêm đó cùng cậu sao bắt đầu lúc 22:30 thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 trên đài Amazon TV. Vậy là mình vừa giới thiệu những bộ phim Thái trên tháng 6 nửa đầu tháng 6 này. Cô miễn bài danh sách nào? Đón xem những bài danh sách nửa cuối tháng 6 sẽ được phát sóng trên kênh trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc số đến tháng 6. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên like và share nó. Nhấn subscribe để theo dõi những video tiếp theo kênh. Cũng như cập nhật thông tin mới nhất về mạng Thái Lan tại fanpage. Mời lên, hẹn lại những vườn sau. Rau nan mây, rau mây chim ฉันตรงกับเธอและในวันนั้นที่เวลาได้เหมือนเราให้เจอเธอกอดเธอไม่ให้เธอจากไปไหนคนที่ฉันรอคนที่ฉันรอ